Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay của chúng tôi. RT dẫn nguồn tin quân đội Nga cho biết Nga đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa đa năng Uragan của Ukraine. Các bệ phóng đậu gần một trung tâm mua sắm địa phương nằm ở ngoại ô phía tây bắc thành phố Kharkov của Ukraine. Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái hồng ngoại lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bệ phóng Uragan và một chiếc xe bán tải đậu qua đêm gần trung tâm thương mại Planeta với một nhóm người ở gần các phương tiện. Uragan thứ hai gia nhập nhóm ngay sau đó. Các bệ phóng dường như được thiết lập để vận chuyển trên hai xe tải sàn phẳng lớn gần đó. Tuy nhiên, những chiếc xe này đã bị trúng một loại đạn có độ chính xác cao, có thể là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander do Nga sản xuất. Các bệ phóng đã bốc cháy sau cuộc tấn công, một trong số đó bị phát nổ thứ cấp, khiến trung tâm mua sắm Planeta bị hư hại nặng. Khoảnh khắc vụ nổ được những người dân sống trong các tòa nhà dân cư gần đó ghi lại. Chính quyền địa phương thừa nhận vụ tấn công, trong khi cảnh sát địa phương công bố những bức ảnh hiện trường và lên án các cuộc tấn công hàng ngày của Nga trong khu vực. Lực lượng Kiev được cho là thường xuyên sử dụng các bệ phóng Uragan cũng như các bệ phóng tên lửa đa nòng khác, bao gồm hệ thống Vampire do Séc cung cấp, để bắn hạ các khu vực biên giới Nga như thành phố Belgorod. Quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công như vậy sau nỗ lực vượt qua biên giới bất thành vào giữa tháng 3. Về việc ngăn chặn các hoạt động phản công của Nga, hiện không có đủ vũ khí thích hợp ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 6 tháng 4. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng bù đắp sự thiếu hụt đạn pháo bằng máy bay không người lái. Ông thừa nhận, mặc dù điều này có hiệu quả nhưng không thể thay thế được đạn pháo. Ông cũng khẳng định một số sáng kiến phòng thủ của Kiev đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ông Zelensky cảnh báo Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa dữ dội. Nếu họ tiếp tục tấn công Ukraine mỗi ngày như cách họ đã làm trong tháng trước, chúng tôi có thể sẽ cạn kiệt tên lửa và các đối tác đều hiểu điều đó, ông Zelensky cho biết. Theo ông Zelensky, Ukraine có đủ kho dự trữ phòng không để đối phó với Nga ở thời điểm hiện tại, nhưng Kiev đang phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc cần bảo vệ những mục tiêu nào. Nhà lãnh đạo Ukraine đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của tên lửa Patriot. Ông cho rằng các hệ thống phòng không tinh vi của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm. Ukraine sẽ cần 25 hệ thống Patriot để bao phủ toàn bộ đất nước. Tổng thống Ukraine cho biết sẽ đồng ý với gói viện trợ của Mỹ dưới hình thức cho vay. Chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ lựa chọn nào, ông Zelensky tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng điều quan trọng là viện trợ cần được chuyển đến Ukraine càng sớm càng tốt. Truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết, Moscow đang theo dõi diễn biến và đánh giá những mối nguy hiểm tiềm tàng do Thụy Điển có thể sẽ thành lập căn cứ của NATO trên đảo Gotland. Bộ Ngoại giao Nga đã viện dẫn kế hoạch của Thụy Điển lập căn cứ NATO trên đảo Gotland và đánh giá đó là hoạt động khiêu khích và cho rằng vùng biển Baltic yên bình một thời đang biến thành vũ đài đối đầu địa chính trị. Tuyên bố cho hay, Moscow đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro phát sinh do việc liên minh khai thác lãnh thổ các nước thành viên mới ở Bắc Âu về mặt quân sự, đồng thời lưu ý về việc NATO đang tìm cách tăng cường tiềm lực quân sự của mình ở vùng Baltic. Thông qua những nỗ lực của Stockholm và NATO, vùng biển Baltic yên bình một thời đang biến thành vũ đài đối đầu địa chính trị, tuyên bố nêu. Phía Nga cảnh báo, việc tăng cường hoạt động mang tính khiêu khích như vậy sẽ làm nảy sinh những mối đe dọa mới đối với an toàn hàng hải và hoạt động kinh tế trong khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Stockholm có ý định củng cố hòn đảo Gotland có tầm quan trọng chiến lược nhằm cải thiện khả năng phòng thủ trước mối đe dọa Nga tưởng tượng. Nga nhấn mạnh, để ngăn chặn các mối đe dọa ở hướng Bắc, quân khu Leningrad đã được tái lập. Trong những năm gần đây, Nga đã quan sát thấy hoạt động chưa từng có của các nước NATO ở gần biên giới phía Tây, khiến Moscow liên tục bày tỏ lo ngại về việc tăng cường lực lượng của liên minh quân sự này ở châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sẽ sẵn sàng tham gia đối thoại với NATO trên cơ sở bình đẳng.
đồng thời kêu gọi phương Tây kiềm chế quân sự hóa. Đại sứ Nga tại Phần Lan, bà Venkut Nesop hôm 6 tháng 4 cảnh báo, Moscow sẽ trả đũa quốc gia Bắc Âu nếu vũ khí hạt nhân NATO được đặt trên lãnh thổ Phần Lan. Phần Lan là một trong những thành viên mới nhất của NATO. Quốc gia này cùng với Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập liên minh vào năm 2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đại sứ Kutnesov cho rằng mối quan hệ giữa hai nước Nga và Phần Lan không thể quay trở lại như xưa. Sớm hay muộn, mối quan hệ giữa hai nước láng giềng sẽ được khôi phục. Tuy nhiên, điều đó sẽ không diễn ra nhanh chóng như chúng tôi mong muốn, ông nói. Mọi thứ ở đây sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào Helsinki. Nước phần lớn đã mất đi sự độc lập trong việc đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại mà phụ thuộc vào đường lối chính sách chung mà Mỹ và NATO đang theo đuổi đối với Nga. Trong mọi trường hợp, Nga và Phần Lan sẽ hợp tác trước đây khi Helsinki đã gia nhập khối quân sự NATO hiếu chiến, ông cho biết. Ông Kutnesov cũng cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả bất kỳ vũ khí hạt nhân nào của NATO được đặt trên lãnh thổ của Phần Lan. Ông nói thêm rằng, chúng tôi sẽ không thể đáp lại những quyết định có thể có của chính phủ Phần Lan trong lĩnh vực này. Các bước cụ thể sẽ được phát triển tùy thuộc vào những mối đe dọa thực sự mà những hành động này sẽ gây ra cho an ninh của Nga. Tổng thống Nga Putin đã chỉ trích quyết định trở thành thành viên NATO của Phần Lan vào tháng trước, gọi việc gia nhập của nước láng giềng này là một bước đi vô nghĩa, buộc ông phải gửi vũ khí tới biên giới hai nước. Tờ The National News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dẫn nhiều nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán cho biết, các nhà hòa giải sẽ gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel, David Bernea, để thảo luận về việc Israel ngừng các cuộc tấn công Gaza. Một nguồn tin chính trị Palestine tiết lộ rằng, mục tiêu chính của các cuộc đàm phán tại Cairo cuối tuần này là đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần. Theo nguồn tin này, đây cũng là mục tiêu của Washington. Trong một tuyên bố, phong trào Hamas xác nhận phái đoàn của lực lượng này do ông Khalil Al-Hayya dẫn đầu sẽ tới Cairo vào ngày 7 tháng 4 để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn theo đề nghị của Ai Cập. Hamas khẳng định sẽ yêu cầu Israel chấm dứt hoàn toàn hành vi tấn công, rút khỏi lực lượng Gaza, cho phép những người di tản trở về nhà và tiến tới một thỏa thuận trao đổi tù nhân nghiêm túc. Các vòng đàm phán ngừng bắn trước đó đã không đạt được kết quả vì Israel yêu cầu Hamas thả tất cả các con tin còn lại ở Gaza, trong khi lực lượng Hamas nói rằng các con tin sẽ được phóng thích từng giai đoạn và bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải dẫn một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Vòng đàm phán sắp tới diễn ra trong bối cảnh Mỹ và đồng minh Israel đang ngày càng trở nên căng thẳng sau cuộc không kích trong tuần này của Israel, khiến một số nhân viên cứu trợ nước ngoài ở Gaza thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm ngày 4 tháng 4 nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ có thể sẽ thay chính sách với Gaza nếu như Israel không thực hiện ngay lập tức các bước nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, ông Biden đã yêu cầu ông Netanyahu trao quyền cho các nhà đàm phán Israel ở Cairo để có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt. Hàng chục nghìn người dân Israel tối ngày 6 tháng 4 theo giờ địa phương đã đổ xuống đường biểu tình kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza nhằm giải thoát cho hơn 130 con tin đang bị giam giữ tại đây. Các cuộc biểu tình tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Tel Aviv, Jerusalem, Beersheba, Haifa, Kasarea. Đặc biệt tại Tel Aviv, hàng chục nghìn người tụ tập ở quanh khu phố Kaplan, nơi đặt trụ sở một số cơ quan của chính phủ. Nhiều người cho rằng chỉ có thông qua ngừng bắn mới giúp có thêm con tin được thả. Một số người quá khích đã bị cảnh sát tạm giữ hoặc dùng bạo lực để giải tán. Cảnh sát cũng phải chặn tuyến đường 20 huyết mạch nhằm đảm bảo an ninh. Sau đó, dòng người tiếp tục tiến về trụ sở của Liên đoàn Lao động Israel, kêu gọi lãnh đạo tổ chức này gây sức ép để tiến hành bầu cử sớm. Làn sóng biểu tình vào cuối tuần gia tăng đột ngột từ cuối tuần trước tại nhiều địa phương ở Israel. Trong bối cảnh hơn 3 tháng qua, hầu như chưa có thêm con tin nào được giải cứu. Đồng thời, một loạt diễn biến gần đây trên chiến trường và chính trường đang khiến Israel ngày càng bị phản đối bởi cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ, đồng minh thân cận nhất. Đặc biệt, vụ tấn công vào tòa nhà phức hợp đại sứ quán Iran tại Syria hôm ngày 1 tháng 4 vừa qua khiến một chỉ huy quân sự cấp cao Iran thiệt mạng.
đang đặt các thành phố của Israel trong một bầu không khí căng thẳng đề phòng các cuộc tấn công trả đũa. Việc quân đội Israel sát hại 7 nhân viên cứu trợ ở Gaza đã gây ra sự chỉ trích chưa từng có từ các nhà lãnh đạo phương Tây, những người đang đẩy mạnh kêu gọi ngừng bắn cũng như ngừng bán vũ khí cho Israel khi thiệt hại tại giải Gaza ngày càng tăng cao. Mỹ, đồng minh thân cận và là nước cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Israel, đã đe dọa đặt các điều kiện với Israel về cuộc tấn công tại giải Gaza trong cuộc điện đàm hôm 4 tháng 4 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Biden cho rằng việc Mỹ có tiếp tục hỗ trợ cho cuộc chiến hay không phụ thuộc vào hành động của Israel trong việc bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 4 tháng 4 cho biết nước này đã ngừng bán vũ khí cho Israel và kêu gọi các quốc gia khác có hành động tương tự. Từ tháng 2 năm 2024, Canada tuyên bố sẽ ngừng chuyển vũ khí cho Israel trong thời gian tới. Cũng trong tháng 2, một tòa án của Hà Lan đã yêu cầu chính phủ nước này ngừng xuất khẩu các bộ phận máy bay chiến đấu F-35 sang Israel. Tại Anh, hơn 600 luật sư, trong đó có 3 cựu thẩm phán tòa án tối cao, đã kêu gọi chính phủ Anh ngừng vận chuyển vũ khí tới Israel trong bối cảnh tòa án công lý quốc tế đang xem xét về tội diệt chủng của Israel. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 5 tháng 4 đã thông qua nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel, nghị quyết với nội dung yêu cầu Israel ngay lập tức dỡ bỏ phong tỏa bất hợp pháp đối với giải Gaza, phản đối việc nước này sử dụng các vũ khí gây nổ trên diện rộng tại các khu vực đông dân cư ở Gaza, kêu gọi các nước ngừng bán hoặc chuyển giao vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Israel. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ các tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động về việc ngừng hỗ trợ vũ khí cho Israel. Tại Pháp, các thành viên đảng cánh tả kêu gọi chính phủ ngừng bán vũ khí cho Israel và minh bạch về các hoạt động này. Tại Đan Mạch, một nhóm các tổ chức phi chính phủ đã đưa ra tuyên bố chung vào đầu tháng 3 kêu gọi quốc gia Bắc Âu này chấm dứt xuất khẩu vũ khí sang Israel. Tại Australia đã xảy ra một số cuộc biểu tình phản đối việc cung cấp vũ khí cho Israel. Theo cơ quan y tế Palestine, kể từ khi xảy ra xung đột Israel-Hamas, hơn 33.000 người đã thiệt mạng và gần 76.000 người khác bị thương tại Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết phần lớn cơ sở hạ tầng tại Gaza đã bị phá hủy nghiêm trọng và khoảng 1,7 triệu người Palestine, tương đương 75% dân số Gaza, đang ở bên bờ vực nạn đói. Bộ Ngoại giao Mexico sáng ngày 6 tháng 4 theo giờ địa phương tuyên bố sẽ khởi kiện chính phủ Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế sau khi lực lượng chức năng quốc gia Nam Mỹ tấn công Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito để thực hiện việc bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador Jorge Glass. Trong một báo cáo trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mexico nêu rõ đây là hành động không chỉ vi phạm thô bạo Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 mà còn thể hiện rõ sự coi thường cao độ các chuẩn mực cũng như nhận thức phổ quát về quan hệ quốc tế. Ngoại trưởng Mexico khẳng định, sau khi Tổng thống Mexico Obrador tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador, toàn bộ nhân sự thuộc phái đoàn ngoại giao của nước này tại thủ đô Quito sẽ ngay lập tức rời Ecuador về nước. Đồng thời yêu cầu chính phủ của Tổng thống Daniel Noboa thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn cho nhân viên ngoại giao trong quá trình di chuyển. Rạng sáng ngày 6 tháng 4, lực lượng an ninh của Ecuador đã tấn công vào Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito. Trước đó vào ngày 5 tháng 4, chính phủ Mexico đã cấp quy chế tị nạn chính trị cho ông Jorge Glass. Ông Glass là phó tổng thống nhiệm kỳ 2013-2018, bị kết án tổng cộng 14 năm tù vì cáo buộc nhận hối lộ và liên quan đến vụ án tại tập đoàn xây dựng Odebrecht, vụ hối lộ lớn mà nhiều quan chức tại nhiều quốc gia Mỹ Latin dính líu. Ông Glass mới hoàn thành 5 năm tù, được trả tự do vào năm 2022 và sau đó nhận lệnh bắt giữ lại vào hồi tháng 12 năm ngoái. Đội ngũ tiến hành chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã hút được 50,5 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ trong một sự kiện gây quỹ vào ngày 6 tháng 4 tại Florida. Đây là sự kiện có sự tham gia của các nhà tài trợ lớn của ông Trump. Ngày 28 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đã tổ chức một sự kiện tương tự và mang về thêm 26 triệu đô la Mỹ vào ngân sách tài trợ. Cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, ông đang giành được lợi thế lớn khi chiến thắng trong nhiều cuộc thăm dò và đang được nhiều người ủng hộ. Trước đó, trong tháng 3, đội ngũ tranh cử của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Cộng hòa đã quyên góp được hơn 65,5 triệu đô la Mỹ. Con số này gấp hơn 3 lần so với mức gây quỹ trong tháng 2.
Với thành tích này, chiến dịch của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Cộng hòa hiện có trong tay 93,1 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 2, chiến dịch của ông Biden có trong tay 155 triệu đô la Mỹ. Số liệu tháng 3 của phía ông Biden chưa được công bố. Theo thống kê, các ứng viên Dân Chủ luôn gây quỹ nhiều hơn so với các ứng viên Cộng hòa trong mọi kỳ bầu cử Tổng thống kể từ năm 2004. Tuy vậy, tiền không phải là yếu tố quyết định một ứng viên có đắc cử hay không. Đội ngũ tiến hành chiến dịch tranh cử của ông Trump hôm 28 tháng 3 cho biết, tổng số tiền gây quỹ của phía ứng viên Đảng Cộng hòa sẽ khó có thể bằng được Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua tới Nhà Trắng năm nay. Số lượng đạn dược còn lại quá ít sẽ không đủ cho lực lượng Ukraine sử dụng trên chiến trường, trong bối cảnh nước này chuẩn bị phải đối phó với một đợt tấn công mới của Nga vào mùa hè này. Kíp lái tại một vị trí chiến đấu ở miền đông Ukraine có 33 viên đạn cho hệ thống pháo binh trong hầm chứa đạn. Các viên đạn được xếp ngay ngắn ở cạnh tường. Sau khi khai hỏa một khẩu pháo, chỉ còn lại 17 viên đạn, nghĩa là đã tốn hơn một nửa số đạn của kíp lái. Kho đạn dược cạn kiệt nhanh chóng là dấu hiệu cho thấy nguồn cung đạn pháo của Ukraine đang suy giảm, ngay cả khi các cuộc tấn công của Nga vẫn đang tiếp diễn liên tục. Đạn pháo quyết định kết quả của trận chiến, bên nào có nhiều đạn pháo hơn sẽ giành chiến thắng, một chỉ huy lực lượng pháo binh của Ukraine nói. Hiện tại, Nga đang có nhiều đạn pháo hơn Ukraine. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm đạn dược cho các loại vũ khí sau nhiều tháng Quốc hội Mỹ vẫn trì hoãn về gói viện trợ mới. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiếp tục trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng, đồng thời viện dẫn các ưu tiên trong nước. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng khi đang ở thế phòng thủ dọc theo chiến tuyến dài khoảng 960 km ở miền đông. Ngoài ra, Ukraine cũng đang xây dựng thêm các công sự phòng thủ như chiến hào và bãi mìn. Giới quan sát đánh giá, Ukraine cần có thêm đạn pháo để giữ vững phòng tuyến cho đến khi các công sự phòng thủ được hoàn thành và trước khi Nga tiến hành một đợt tấn công mới dự kiến vào mùa hè này. Trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã giành ưu thế về pháo binh. Các nhà phân tích và quan chức Ukraine cho biết, Nga đang bắn số lượng đạn pháo nhiều hơn, ít nhất 5 lần so với Ukraine. Không thể mong đợi các binh sĩ chiến đấu mà không có đạn dược, đó là điều cơ bản, một nhà phân tích quân sự tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển cho biết. Theo Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, các quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã nói rõ rằng Ukraine không thể cầm cự lâu hơn nữa trước tình cảnh thiếu hụt đạn dược và vũ khí như hiện nay. Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trên chiến trường và có thể ảnh hưởng không chỉ đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ukraine mà còn cả khả năng chiến đấu của họ. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho biết, tại khu vực tiền tuyến, các binh sĩ Ukraine gọi đây là cơn khát đạn pháo. Tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng có thể làm ảnh hưởng tới chiến thuật và hiệu quả của các loại vũ khí. Quân đội Ukraine không chỉ đang đối mặt với việc thiếu đạn dược nói chung, mà còn là sự không đồng đều về các loại đạn trong kho vũ khí. Một năm trước, Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp bom chùm, loại vũ khí vướng phải nhiều chỉ trích vì để lại đằng sau những quả bom chưa kích nổ, có thể tồn tại trong các khu vực xung đột trong nhiều thập kỷ, gây nguy hiểm cho dân thường. Kết quả là hiện nay, Ukraine đã có khá nhiều loại bom, đạn chùm có hiệu quả chống lại lực lượng bộ binh, nhưng có rất ít loại đạn có sức nổ mạnh, hiệu quả hơn trong việc chống lại xe tăng và phương tiện bọc thép khác của Nga. Các nhà phân tích quân sự và binh sĩ Ukraine cho biết, sự thiếu hụt đạn cối có giá khoảng 1.000 đô la Mỹ mỗi quả đã buộc các chỉ huy Ukraine phải chuyển sang sử dụng đạn pháo hạng nặng với mức giá 3.000 đô la Mỹ, đắt hơn rất nhiều. Ukraine có nhiều đạn pháo tiêu chuẩn NATO hơn đạn cỡ nòng của Liên Xô, ngay cả khi Kiev vẫn sử dụng nhiều loại súng cũ từ thời Liên Xô hơn các mẫu mới do phương Tây cung cấp. Sự phụ thuộc lớn vào đạn pháo của phương Tây đã khiến cho Ukraine gặp khó khăn trong nguồn cung, trong khi hoạt động chiến đấu trên thực địa đang rất cần chúng.
Về phía Nga, quân đội nước này đã phát triển các chiến thuật tương đối hiệu quả để tấn công các chiến hào trong điều kiện Ukraine không sử dụng pháo hạng nặng. Nga đã tận dụng cơ hội này để tiến về phía trước bằng cách tiến hành các đợt pháo kích lớn, trong khi máy bay của Moscow vẫn nằm ngoài phạm vi phòng thủ của Kiev. Trước đợt tấn công mới dự kiến diễn ra vào mùa hè, Nga đã bổ sung tân binh và lính nghĩa vụ vào hàng ngũ của mình mà không cần một đợt huy động lực lượng giống như vào mùa thu năm 2022. Vào tuần trước, lực lượng Nga đã tiến về khu vực chiến hào và hầm trú ẩn then chốt ở phía tây Avdiivka, nơi Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 2. Cuối tuần qua, lực lượng Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn đầu tiên bằng xe tăng và phương tiện chiến đấu sau khi giành được Avdiivka. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, quân đội Ukraine ở bên ngoài khu vực Avdiivka hiện do Nga kiểm soát đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới cỡ tiểu đoàn của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh dẫn lời một binh sĩ Ukraine ngày 31 tháng 3 cho biết, các đơn vị thuộc Trung đoàn Xe tăng số 6 của Nga đã điều 36 xe tăng và 12 xe chiến đấu bộ binh vào trận chiến trên tiền tuyến ở một ngôi làng phía đông Avdiivka. Một vị chỉ huy của Ukraine cho biết ông đã nhận được 20 quả đạn pháo mỗi ngày tại vị trí chiến đấu của mình, so với 80 quả đạn pháo mỗi ngày mà lực lượng nhận được vào mùa hè năm ngoái khi Ukraine đang tiến hành một đợt phản công. Tổng thống Zelensky nói Ukraine chưa chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa hè của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga có thể đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công mới, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá, dự kiến Nga có thể tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024 ở khu vực phía tây Donetsk. Nga đang hy vọng rằng có thể tận dụng được bước tiến ổn định mà họ đã có trong khu vực này. Các quan chức của Ukraine cảnh báo rằng quân đội Nga đang tăng cường lực lượng gần Bakhmut, Avdiivka và khu vực phía tây Zaporizhia. Nếu gói viện trợ mới được Quốc hội Mỹ thông qua, quân đội Ukraine có thể tin tưởng vào việc được nhận đạn pháo mới. Mặc dù vậy, hy vọng lớn nhất về đạn pháo từ phương Tây cho Ukraine là sáng kiến của chính phủ Séc nhằm mua đạn pháo trên thị trường vũ khí toàn cầu và chuyển cho Ukraine. Hiện nay, các nước châu Âu cũng còn rất ít vũ khí và đạn dược trong kho để cung cấp cho Ukraine. Tổng thống Séc cho biết có khoảng 20 quốc gia đang đóng góp vào một quỹ chung để mua sắm vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Ở trong nước, Ukraine đang tăng cường những nỗ lực sản xuất đạn pháo theo các chương trình chưa được tiết lộ nhằm tránh khả năng các nhà máy sản xuất trở thành mục tiêu của tên lửa Nga. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết quá trình sản xuất đạn pháo vẫn chưa bắt đầu. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.